mà. Chào em. Biết ngay rủ đi ăn thế nào cũng rủ vô quán này mà. Chứ sao, em nói anh em về đây cả tuần lễ rồi đó, mới hẹn anh ngày nay à. Thì lu bu quá, anh cũng có nhiều việc, em cũng nhiều việc, quay chương trình quá trời luôn, đâu có hẹn gặp được đâu. À đúng rồi, có lý có tình. Cái chương trình gì mà em có cái mà xoay cái cầu á, xoay cái cầu qua cái ngôi mộ đúng không? Lá rụng gì cội. Đúng rồi. Cái đó là phát lâu rồi nhưng mà anh còn nhớ. Nhắc tới cái chuyện mà câu chuyện mà lá rụng về cội đó, em không sao em quên được anh. Sao? Để em nhắc cho anh một cái kỷ niệm mà em đi quay là em không bao giờ em quên được cái chương trình này. Em diễn, em khóc mà mũi nó cắn em anh. Trời. Em khóc nước mắt chảy vô trong mà nước mắt của con mũi cắn đó. Ủa vậy rốt cuộc là khóc gì vậy? Diễn xuất của nhân vật hay khóc gì mũi cắn? Hai cái luôn. Trời ơi, diễn gì kỳ vậy? Nó cắn đau quá trời, không khóc sao được. Anh thử anh lên tới coi nó cắn anh khóc không? Rồi rồi, được rồi. Chào hai anh. Nhân viên mới, dạ. Mới hả? Dạ. Nhân viên mới. Không phải, cũ rồi. Ha, không, cũ đối với quán của em nhưng mà mới đối với hai anh. Chọc hai anh thôi mà, chứ hồi nãy á em nhìn từ xa là em biết rồi. Nhìn từ xa là em biết anh là ai rồi. Anh Ngọc Tưởng phải không? Anh này là anh Lương Thế Thành. Em ơi. Em đẹp trai nhất quán này. Là em mắc cỡ rồi. Rồi rồi. Lâu lâu anh Lương tới quán ăn vậy em giới thiệu đặc sản của quán này đi. Quán em có món đặc sản ngon món lắm anh. Món gì? Món gì mới. À? Món gì? Anh coi nè. Đó. Món gì món mới? Món gì mới lâu lắm rồi em không có ăn á. Rắn hầm xả. Hấp dẫn anh nghe nó hấp dẫn anh tưởng. Giống như mọi khi trước khi ăn là phải kể chuyện vui đi. Đúng rồi. Anh tính là chủ yếu là cái đó thôi đó. Góp phần vô món ăn cho nó tươi tắn hơn, vui nhộn hơn để hai anh có tinh thần thoải mái ăn thấy mấy ngon hơn. Đúng nhiên. Em xin kể cho anh nghe câu chuyện. Câu chuyện của em là như thế này. Ba. Vậy. Ba là một người ba con hằng tôn kính, con vạn lần tôn thờ ba. Cảm ơn con. Vì ba đã sinh ra một đứa con gái mà hiện giờ con kêu là vợ. Con sai quá rồi nha. Con không có sai. Con nhậu con ghét thằng nào nói con sai. Chưa thằng nào mà đủ đô mà ngồi nhậu với con hết. Con nói thiệt. Ba vợ thằng nào đây? Ba vợ mới ngồi nhậu được với con. Mới nhậu tay đôi với con. Còn ba chiến hữu con là thằng nào cũng như thế. Con nói thật với ba. Con chỉ biết là muốn hỏi là tại sao. Tại sao ba má sanh ra vợ con có đôi mắt nhung quyền. Đôi mắt quyền ảo đã hút hồn con từ buổi đầu tiên gặp gỡ. Nó có cặp mắt giống mẹ. Nhưng mà tại sao? Mẹ nó hồi xưa cũng có cặp mắt vậy cho nên ba mới bị hút hồn. Nhưng mà con muốn biết tại sao ba má sanh em nhung của con ra con có được cái mái tóc dài ống ả thách thức mãi với thời gian mà trong khi con không có. Nó có cái gen giống mẹ nó là vợ. Nhưng mà tại sao? Gì nữa? Tại sao ba má sanh em nhung có một cái thân hình quyến rũ như là siêu mẫu của thế giới? Tại giống ba. Nhưng mà tại sao? Gì nữa? Tại sao ba má đen mà sanh ra em nhung có làn da trắng mịn màng, làn da trắng mọng sữa, đôi môi chúm chím, tiếng nói róc rách như dòng suối chảy làm con đê mê ngây ngất trong men say hạnh phúc? Là tại nó vừa giống ba mà vừa giống má. Tại sao nó ngu si đần độn? Nó vốn ra nó nói hoài nó không hiểu là tại sao. Dễ hiểu thôi. Là sao? Là tại vì nó ngu quá cho nên nó mới lấy mày thằng khỉ gió. Đúng rồi. Không được luôn quá à. Hai anh thấy vui không? Vui. Thôi, nếu như hai anh vui là em cũng vui. Vậy bây giờ em xin phép vô trước để em lấy thức ăn cho hai anh nha. Rồi. Thật ra là đằng sau mấy câu chuyện vui đều có ẩn ý của nó. Lúc nào cũng vậy hết. Rút kinh nghiệm nha. Đẹp trai nè, sau này lấy vợ á, mà lúc nói chuyện với mà bố vợ á, trà dư tủ hậu á, thì làm ơn á, đừng hỏi những cái câu hỏi đó. Rắn hầm xả, tới liền. Trời ơi, ngon quá anh ơi. Món ăn tới rồi. Anh đợi em chút xíu. Cho cái này vô trước. Đó. Cảm ơn anh. Đó, rắn hầm xả anh ơi, trời ơi. Thơm không anh? Thơm. Trời ơi, là món này món đặc sản mà. Chỉ có cái tên cũ thôi mà anh thấy cách thức mới không? Lạ không? Mới. Cà xung quanh nè, ớt viền kế bên. Xả nằm bên trên. Dùng nha anh. Rồi, cảm ơn. Anh thấy sao anh?
ngon ngon ngon. Ngon. Anh làm em giật mình nè. Còn anh thấy sao anh? Ngon thiệt. Mà khoan. Trong khi hai anh đang ăn một món ăn ngon như vậy. Mà nếu như bây giờ có thêm một cái câu chuyện vui, hấp dẫn, tươi tắn, hai anh nghĩ sao? Nghe quá hay quá. Hay quá. Đúng rồi. Vậy á thì em sẽ xin kể anh nghe một câu chuyện vui, nói tiếp câu chuyện lúc nãy. Kể đi. Câu chuyện xảy ra vào năm 245 trước công nguyên. Sao dữ vậy? Đâu có sao mấy đâu anh, cái thời mà còn phù thủy đó anh. Hấp dẫn không? Câu chuyện của em là như thế này. Dạ bẩm lão gia. Chuyện gì vậy quản gia? Dạ có một cái bà. Ta cần gặp chủ nhà. Các người lui ra. Tôi là chủ nhà. Chẳng hay bà là ai? Ta cần gặp ba mẹ của đứa nhỏ này. Dạ. Chúng tôi chính là ba mẹ của đứa bé trong nôi. Dạ bà là ai ạ? Không cần biết ta là ai. Các người hôm nay tổ chức tiệc tùng vui vẻ, rượu thịt ê hề, đàn hát náo nhiệt, cười nói vui vẻ khắp nơi ai cũng biết. Dạ chẳng giấu gì, tại vì vợ chồng của chúng tôi lâu nay hiếm muộn. Dạ hiếm muộn. Rặng hoài mà mới ra được đứa con. Dạ, đứa con. Bởi vậy vui quá mình ha. Vui á. Mời bà con hàng xóm đến đây để mà chung vui. Dạ. Tạ ơn trời đất. Ai mà không tới mình cũng tặng xôi chè đúng không dạ, anh? Dạ, xôi chè. Dạ. Vui quá phải không? Tại sao tiệc tùng mà không mời ta? Mà tại sao cũng không đem xôi chè đến cho ta? Là sao? Bà là ai vậy ông? Tôi đâu có biết. Hỏi thôi. Dạ. Chẳng hay các hạ cao danh quý tánh là gì à? Dạ. Ơi, gia đình đâu? Đem bút mực ra để ta ghi cao danh quý tánh. Để lần sau phu nhân có sinh bé thứ hai á, dạ biết mà mời phu nhân à. Dạ. Dẹp đi. Mấy chục năm nay mới rắn ra được một đứa này. Bây giờ ghi danh sách tên tuổi của ta, đợi ta anh thôi nôi đứa thứ hai hả? Cũng phải mấy chục năm sau. Lúc đó ta đã theo ông bà ông giải rồi. Phất sự hỗn láo, ta không chẳng cần xôi chè nữa. Ta về đây. Bác. Dạ. Dạ thưa phu nhân, dạ, muốn đi thì cũng phải cho biết rõ ràng bà là ai chứ đúng không? Được rồi. Nghe ta nói đây. Ta tự giới thiệu, ta là bà mụ thứ 13. Tạo, làm gì có bà mụ thứ 13? Làm gì có bà mụ thứ 13? Bà chắc là ăn theo nè. Ta cho nhà ngươi biết nghe chưa? Nhà ngươi quá hỗn xược. Mới sinh ra mà phải giữ mồm giữ miệng chút xíu chứ. Ta là bà mụ thứ 13 đây. Các người đừng quá đáng với ta. Tiệc tùng thì mời 12 bà mụ kia tới đây, để những bà mụ đó có những lời chúc cái con nhà ngươi chứ gì. 12 bà mụ đó chúc những lời tốt đẹp cho con nhà ngươi, thì ta, bà mụ thứ 13 cũng sẽ chúc cho con nhà ngươi, nhưng không phải là lời chúc mà là lời nguyền. Được rồi, hãy nghe lời nguyền của ta đây. Hỡi mưa gió, hãy nổi mưa nổi gió lên đi để nghe lời nguyền của ta lên ngân. Ta nguyền cho đứa bé này sẽ là một đứa bé xấu đau, xấu đớn, là một đứa bé đèo đột và không bao giờ nói được tiếng người, nó sẽ câm vĩnh viễn. Trời đất ơi, tại sao bà lại ác độc như vậy chứ? Tội tình gì? Nó còn nhỏ mà làm gì nguyền rủa nó hả? Phu nhân không cần nói chuyện với hạng người này. Nghĩ sao vậy? Mặc nguyên bộ đồ đen thui à. Hèn chi lòng dạ của bà cũng đen thui độc ác. Ai nói các người là ta tốt bao giờ đâu.
Chưa hết đâu, nghe tao nguyền đây, con của các người khi đến năm 16 tuổi, nó chỉ bập bẹ nói được vài từ thôi. Thí dụ, nó sẽ kêu được ba, mẹ, cô, chú, dì, tiếng. Ngoài ra nó không biết nói gì hết. Cũng còn ai. Ít nhất nó cũng kêu được cha mẹ. Có còn hơn không đúng không ông? Đừng vội mừng, lời nguyền của ta chưa hết mà. Một khi mà đứa bé này nó cất tiếng, nó gọi ba, mẹ, cô, chú, dì, tiếm, là người đó sẽ ôm bụng đau quằn quại cho đến lúc chết mà thôi. Bà là đồ ác đâu? Ta cho các người biết, ai phản kháng ta thì sẽ có một kết cục không đẹp đâu. Thôi, ta đi đây. Mà khoan, trước khi đi, ta muốn tiết lộ một bí mật cho các người biết. Bí mật gì vậy? Thực ra, ta không thích màu đen đâu. Mà màu chủ đạo của ta thích chính là màu này nè. Hồ biên. Phú hồn chưa? Đây sẽ là màu yêu thích nhất trong năm. Các người phải chuẩn bị tâm lý. Thiếu gia sẽ xấu đau, xấu đớn. Xấu dữ lắm đó, nghe chưa? Trời đất ơi, con trai của ta 16 năm trời vất vả nuôi con khôn lớn. Hôm nay con thành thiếu niên rồi đó nha. Trở thành một thiếu niên đẹp trai, cao lớn, khỏe mạnh, khôi ngô tuấn tú. Nói cho một lần cuối cùng nha. Ta mà còn nghe lần nữa ta bỏ đói cả tháng nghe chưa? Bỏ đói nghe chưa? Còn bà nữa. Hả? Tôi nói bao nhiêu lần rồi, có khen cũng khen vừa phải đó, mà khen bị lố biết chưa? Lố cẩn gì? Thận lời nói của mình chứ. Chỗ con trai đẹp thiệt chứ bộ. Tôi biết là nó đẹp, nhưng mà khen hai vợ chồng nghe thôi, biết chưa? Con bắt nhịp để mọi người hát bài chúc mừng sinh nhật nha. 2, 3. Gọi đi con. Gì vậy? Không có đau. Ông không đau hả? Con kêu cha lại thử coi. Kêu đi con. Cha. Nữa. Cha. Nữa. Cha. Nữa. Cha.
Quản gia! Ông! Bụ bà thứ 13 đó mà mới biết rõ đứa con của ai đó. Nhưng rất tiếc là thời này không bao giờ có bụ bà thứ 13. Bởi vậy mới nói phải chi thời này mà có là em mướn bà đó về nhà em liền. Ủa chi vậy? Kể tôi hỏi chi. Ghê lắm nha. Trời ơi thấy hai anh á, nghe em kể chuyện á mà hai anh vui quá làm em cũng vui theo luôn. Đúng rồi, vui vui. Hai anh ăn thấy ngon không? Ngon. Trời mà hai anh biết không? Cái món này nha không những ngon đâu mà như theo đông y người ta nói đó là trị tê liệt, viêm thấp khớp, đặc biệt trị nhức mỏi rất hay. Đó, nhưng mà nha, người nào mà bị cao huyết áp á là không bao giờ ăn món này được. Món này vừa ngon mà vừa nên thuốc nữa. Cảm ơn hai anh cứ tiếp tục dùng món. Rồi.